Trộm à? Đây là giường của ai cháu trộm nhé. Không cứu được. Đây là hai phòng của lính mới. Đúng rồi. Con nào mà buồn buồn tay đấm vào chân cái để chưa đi, chúng bắt chúng ta gấp chân. Nhà các bạn quan sát chú ý này, các chị cô dâu này rất là gọn gàng đúng không? Rất là buồn bán, rất là gọn gàng đúng không? Chúng ta về học tập để chăn gối lên giường của chúng ta cũng gọn gàng và khuôn bán như này nhá. À, nhà con gấp à? Cô Trang đã dạy các bạn. Hai phòng bên này nhá. Các bạn quan sát các chú bộ đội để dép như thế nào nhỉ? Các bạn quan sát các chú bộ đội để dép như nào? Như này. Như này là như nào? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.